bảo vệ Việt Nam. Báo cáo anh Sầy, đội 3 bắt được 148 con rồi. À thế hả? Vâng. Tất cả triển khai sang hướng khác. Nào, lên, triển khai hướng khác, mau lên. Cả con này là 9 con rồi. Em biết có một con này. Bắt đi. Em Thủy đứng dậy. Thầy ra đề bài, em hãy tả những vật yêu quý quanh em. Tại sao em tả giọt nước? Em thích thành giọt nước à? Các em trật tự. Thưa thầy. Các em trật tự. Thủy, sao em lại khóc? Các em không được cười bạn. Đây là một bài văn rất hay. Lâu lắm thầy mới được chấm một bài thú vị như vậy. Em Thủy đã tả một giọt nước mưa dịu mát. Giọt nước sông rất đẹp. Và em mơ ước là giọt nước, hoa và biển lớn, để được sống tự do. Thầy cho em 10 điểm. Em gom đứng dậy. Có thích không? Lượn đấy. Gom. Tại sao em lại tả con chó có 2 chân? Dạ thưa thầy, thằng Cú Vện kia không 2 chân thì là gì ạ? Hồi kháng chiến chống Pháp, bố nó đi du kích, hành nhát, bỏ chạy, bị tê đuổi, bắn, bom, chết, dưới đây là thế này à? Không. Mày thích không? Em không được ăn nói hồ đồ như vậy. Thầy không biết thì thôi, thằng Cú Vện là con nhà phản động đấy ạ, bố em bảo thế. Gặp, em còn nói nữa, tôi đuổi em ra khỏi lớp đấy. Em không được xúc phạm bạn như vậy. Tắm đi kia ơi. Sao mà ngồi thư ra thế? Đứa nào bắt nạt hả? Cháu thật gam lắm. Lại trêu nhau chứ gì. Chú dạy cho cháu bài chồng gì chồng bé đi. Không phải là chồng gì chồng bé, mà là bài bà dí Ấp Duyên. Mày học cái bài làm gì? Chú dạy cho cháu đi. Cháu phải trả thù thằng Găm. Chồng gì chồng bé, tí tèo tèo tèo, chân đi cà khoeo. Chồng gì chồng bé, tí tèo tèo tèo, chân đi cà kheo. Chồng gì mà gánh, rụt cổ rụt vai, vẽ bằng cái chai. Ai 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 ai. Hey. Chồng gì chồng bé, tí tèo tèo tèo, chân đi cà kheo. Chồng gì mà gánh, rụt cổ rụt vai, bé bằng cái chai. Ai 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 ai. Chồng ai thế nhỉ? Chó mày thích chơi không à? Hả? Ông chó chơi ông chó chết này. Hả? Đánh nào, đánh nào này. Ông chó chết đánh nào. Không được đánh nhau. Thế chưa nhà mày là vậy, đánh không? Thế chưa nhà mày? Hả? Mày thích không? Ông mày mất đây. Thế chưa nhà mày giữ tao, được đánh không thế này à? Hả? Đốt đi. Hả? Thôi, gánh nước về đi cậu. Mày muốn đánh nhau với tao nữa không hả? Em về đi. Mày buông tao ra. Mày buông ra không à? Hả? Mày muốn giữ nữa. Đừng đánh nhau nữa mà. Mày buông ra. Mày buông ra đi. Về đi. Ông nấu lọ nữa. Mặc mẹ mày. Ông về đi. Ông về mất rồi. Chúng mày chết. Chị Nhàng ơi, đến Kinh giúp cho. Cậu về đi, để tôi yên. Mẹ ơi, Quỷ đã ăn cơm đã mẹ ơi. Sao tóc con ướt thế? Con vừa đánh nhau với thằng Găm xong. Hôm qua ở lớp nó bảo bố hèn nhát, sợ Tây nên bị bắn chết. Có thật thế không hả mẹ? Cụ Đại ơi! Anh Hoài thấy Tây xông vào chiến lũy, anh sợ quá bỏ chạy, bị Tây bắn chết rồi. Trời đất ơi! May mà tôi nhanh tay xông lên giết nó, cướp được khẩu súng này, coi như đã trả thù rồi. Thế còn anh Hoài, bây giờ đâu rồi? Tôi giấu xác đi rồi, tôi về báo cho cụ biết. Tối nay ta hãy đi chôn. Anh Hoài ơi! Anh Sầy ơi, người cùng làng cùng xã với nhau, con tôi xấu số thiệt phận. Nhà tôi ít phúc, không sinh được bậc anh hùng như anh. Anh Hoài ơi, mong anh tha thứ cho cái hèn nhát của thằng Hoài, để hồn phách nó được thanh thản, mà nhà tôi đỡ bị mang tiếng. Được rồi, cụ cứ yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Thôi, tôi đi đây. Anh Hoài ơi! Mẹ ơi, có thật thì không hả mẹ? Gì thì em phải nói ra chứ, cứ khóc lóc thế này. Nào, nói ra xem nào. Anh dạy thằng kia hát những câu độc địa ấy để làm nhục em. Em có tiếc cái thằng danh con nha, bỏ quách nó đi. Em khổ lắm anh ạ. Khổ thì phải tìm cách thoát ra, chứ khóc lóc ích gì. Anh ác lắm. Đừng đổ oan cho anh. Anh còn yêu em không? Còn phải hỏi. Con về rồi đấy à? Con làm sao thế? Chết, con bị cảm à? Hóa ra thằng Găm vẫn còn tốt. Thằng Găm làm sao? Kể cho mẹ nghe được không? Cha đừng chứ bố đứa nào sinh vợ cướp chồng nhà người ta nhá. Trời ơi, cha đừng chứ bố cho mai. Sao họ cứ chửi về phía nhà mình là cớ làm sao chị cả? Thưa thầy, con nghe nói đêm qua cô Nhàng đã bỏ nhà ra đi. Mà chú Hoàng từ sáng đến giờ cũng không thấy đâu cả, chả biết đi đâu. Việc tày đình như thế mà sao chị cả không cho thầy biết? Dạ, con cũng mới nghe tin khi bên kia họ chửi. Ông bà, tại sao ông để con trai ông rủ dê dâu con nhà tôi hả? Ông đẻ ra nó, ông phải dạy nó chứ. Mà tổ nhông táng phải hàm cho mực cái sao thế hả? Ông nói đi, tại sao ông để con trai ông đi tàn hại hạnh phúc của người khác? Ông nói đi chứ. Bà khí nóng tính, thành thử nói năng rất khó nghe. Tôi nói với bác thế này, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nếu chuyện thằng Hoàng nhà tôi đúng như lời đồn đại thì bác cứ xử. Còn tôi già rồi, bác nói năng hỗn hào như thế, nó mất cái tư cách đi. Ông không phải dạy tôi. Tư cách của tôi như trời như biển, mất thế chó nào được. Chỉ tại cái thằng con trai ông làm giặc, cho nên tôi phải nói cho ông sáng mắt ra, ông hiểu chưa? Bác muốn gì ở cái thân già này? Ông phải cho người đi truy nã thằng Hoàng và con Nhàng về đến ngay. Ông mà dây dưa thì liêu hồn. Tôi không biết chúng ở đâu. Bác có sức dài vai rộng, bác lại là chân trưởng thôn, tại sao bác không đi tìm mà sang đây sinh sự? Ông mà nói như thế mà ông nghe được à? Thằng con trai lớn của ông thì bỏ trận địa, thằng thứ hai thì đi cướp vợ người ta, không biết nhục à? Nói thế không đúng à? Chú cứ để tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, chả gì ngày xưa bố cháu Kỳ cũng dạy chữ cho bác. Xin bác hãy nghĩ đến tình người đã khuất. Em van bác đây. Còn nhà chị nữa, đi lấy chồng đi chứ. Đàn bà mắt cứ lung là lung liếng, ở lại cái nhà này mà cứ học đòi, mà giữ cái thói tranh vợ cướp chồng người khác là không xong với tôi đâu. Ông nói năng như kẻ vô lại. Gia đình tôi không thể nói chuyện với loại người như ông được. Ông ra khỏi nhà tôi ngay. Ra ngay. Nếu không tôi lấy lá lót tay ông ra ngay bây giờ. Ra ngay. Giống cái nhà chị này, đừng có mà giả vờ thế nhá. Ngày mai cái bụng nó phính ra ấy, là tôi sẽ không để yên đâu. Máu lắm đấy. Ông ơi, bố cháu có cao to như chú Hoàng cháu không hả ông? Bố cháu như thế nào mà sợ Tây phải bỏ chạy? Ai bảo cháu thế? Ông Sầy. Chuyện đời lúc đó ai mà biết được. Làng này không có người hèn nhát đâu. Sao thế ông? Truyền thống từ lâu rồi. Ông nhớ khi ông còn nhỏ, các cụ có kể rằng cụ tổ làng này đã hóa thánh dưới dòng sông sau khi chiến thắng giặc xâm lược Nguyên Mông. Cả cảm câu ông ơi. À được rồi, để cháu móc run mới chứ. Thôi về đi, trưa rồi. Ngày nào ông cũng chỉ câu được thế thôi, mấy chục năm nay rồi. Về đi. À, sao lại đổ đi? Ông câu cho vui thôi, không đổ xuống mai lấy gì mà câu. Ngày nào chả thế. À thế ạ? Cụ đại ơi, ra lấy thư này. Cháu xin. À thưa chú Hoàng, thưa chú Hoàng. Ông ơi, mẹ ơi, thưa chú Hoàng. Đọc không nghe nào. Tây Bắc ngày 25 tháng 7 năm 1964. Thầy kính mến, chị và cháu Ki xa nhớ. Con xa nhà đã gần 3 tháng. Con và Nhàng sống trong khu nhà tập thể của Lâm Trường, ngày ngày đi vác gỗ, rừng thiêng nước độc buồn lắm thầy ạ. Chúng con rất nhớ nhà và rất muốn về, nhưng sợ thầy không nhận. Thầy ơi, con có lỗi với thầy, với chị và cháu Ki, nhưng chúng con không làm khác được. Mong thầy thương. Ở nhà thầy và cả nhà có khỏe không? Chị cả giúp em chăm sóc thầy và cháu. Thằng Vện mồ côi em thương nó nhất. Thầy và chị tha lỗi cho em. Bùm. Chúng. Chúng lại. Bùm. Chúng lại chết rồi. Bùm. Chúng. Bùm. Sao mình làm chết rồi. Bùm. Chúng. Chúng. Chúng lại. Chúng. Bùm. Chúng lại. Bùm. Chúng lại. Bùm. Chúng rồi. Bùm. Hai. Chúng này. Ba này. Chúng này. Bùm. Chúng này. Hai. Chúng. Bùm. Ba này. Thôi. À, chúng mày ơi, đi ra bộ ông Cành chơi đây. Nhanh lên chúng mày ơi. Nhanh lên. Đại gia chúng mày ơi. Để nào tới chết được xuống trước nhá. Kéo ra nhảy xuống đây chúng mày ơi. 2, 3. 2, 3. Để ra xuống trước sao? Chúng mày cứ rộng cái chân nào đấy. Về nhỉ. Ở đây mát mẻ quá. Đẹp nhỉ. Đây đẹp. Chỗ này làm nhà được đấy. Về nhỉ. À chúng mày ơi. Cái gì cơ? Bọn mình chơi trò đá ma đi. Tao giả chết, còn chúng mày thì canh tao chơi vào đây nhá. Ừ hay đấy. Sao đâu đến thế này? Kỳ, sao mày chui xuống đấy? Lên đây ông bảo. Dạ cháu, cháu xin ông ạ. Thôi lên đi. Ông ơi, sao ông lại xây cái mộ này? Ông sống có một mình, xây trước cho nó yên tâm. Thế là mày được chôn trước ông rồi đấy nhá. Ở dưới đây mát lắm ông ạ. Từ ngày xây ông cũng chưa bao giờ xuống đấy. Đến lúc chết lại chẳng biết gì. Ông xuống thử đi. Hay là cháu đỡ ông xuống thử xem sao. Ở dưới đây mát không ông ơi? Ông ơi, ông xây đến đây ông ạ. Ông ơi, ông xây đến. Mày làm cái gì ở đây thế hả? Dạ, ông Cành ở dưới này ạ. Đáo lắm, ông đã chết đồ mà. Dạ, cho nói thật đấy ạ. Hỗn nào, đi đi. Quét. Bác ơi, sao lại quét đen cả cái mộ thế này ạ? Sắp tới Mỹ Năm Bom, để cái mộ trắng hiếu thế này làm mục tiêu cho nó hủy diệt cả cái làng này ạ. Dạ. Thôi được rồi, quét như thế này thì bố nó cũng không phát hiện ra. Đi. Cái thằng này cứ lẩn quẩn đến mãi thế hả? Ông ơi, họ đi rồi. Alo, alo. Mời đồng bào nghe thông báo đặc biệt về tình hình chiến sự. Alo, alo. Giặc Mỹ điên cuồng âm mưu mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Chúng chủ tâm gây ra sự kiện bên Bắc Bộ. Này, đào sâu nữa xuống và đào rộng nữa ra đi. Gây chiến tranh phá hoại. Các cậu xuống kiểm tra mấy cái hầm cuối làng nhá. Ném bom ác liệt ở các tỉnh miền Trung và đã bị quân và dân ta bắn rơi hàng chục máy bay. Alo, alo. Sắp tới chúng sẽ điên cuồng leo thang ra các tỉnh phía Bắc. Bác ơi, cháu cho để cháu ăn lúa, bác cho cháu xin. Tao không nói chuyện với mày. Về bảo ông mày với mẹ mày ra đây. Đi đi, nhanh lên, để cho tao nghe tình chiến sự. Cái kìa. Alo, alo. Cháu xin lỗi bác, lần sau cháu sẽ chăn trêu cẩn thận ạ. Đi đi. Bác ơi, con dại cái mang. Em biết là cháu nó có lỗi. Em xin bác tha cho cháu. Nhà chị hôm nay cũng biết ăn nói lấy độ nhỉ. Nhà chị à, cứ phải bắt quả tang thế này thì mới có biện pháp cải tạo được. Bác thông cảm, cháu nó mới học đi châu ạ. Mới thì càng phải phạt thật nặng cho nhớ đời. Thôi, không đôi co nữa, phạt là phạt. 50 công chị hiểu chưa? Đây, 50 công, chị ký vào đây đi, rồi dắt chú về. Bác cho mượn cái bút ạ. Gửi bác. Này, anh ngăn ở thế nào, còn để phúc đức lại cho con cháu nữa chứ. Người ta đi làm mửa mật cả buổi, mới được vài ba điểm. Phạt 50 công, thì bằng cướp trắng cả vụ của người ta chứ còn gì nữa. Bố mày nói cái gì thế? Cho gì? Cả cái làng này người ta đang chửi vào mặt cho kia kìa. Liệu hồn, anh nói cho cẩn thận. Cô vợ còn nhà ai láo như thế không nào? Láo này, láo này. Cho một trận ấy này, thôi. Láo này, bác. Đừng chân lươn được đâu. Không bằng cầm bà đâu. Thôi. Bà đi uống rượu mà đẹp. Chị thông cảm. Đừng giận ông nhà tôi chị nhé. Em với cháu cảm ơn bác. Em nhớ sẽ dạy dỗ cháu. Thôi, ơn huệ gì, về đi. Chết, sao thầy không để đấy con về con làm cho? Đào hầm ở đây hả ông? Ông Sầy cứ nhất định đòi phạt 50 công thầy ạ. Bị bà vợ chửi trong một trận. Bà trông thế mà tốt mẹ nhỉ. Thầy nghỉ đi, để con đào tiếp cho. Con dọn cái chỗ này đi, vâng. Để cả gian này cho các bác ấy ở. Các bác ở ti thị sản sơ tán về đêm qua, đồ đạc rất nhiều. Cái gì không phải của mình, cháu không nên động đến, nghe chưa? Vâng. Sách của ai mà nhiều thế hả chú? Sách của chú. Cháu có thích không? Dạ thích ạ. Nhưng cháu không có sách để đọc. Chú cho cháu mượn nhé. Nhất định rồi. Chú giới thiệu nhé. Chú là Trung. Kia là Lan Anh. Đây là cô Yến, vợ chú. Cháu tên là gì? Cháu tên là Trần Văn Kỵ. Tên gọi ở nhà là Cú Vện. À, chắc là con hiếm phải không? Chả nói giấu gì bác. Bố mẹ cháu sinh 4 bận, nuôi mỗi mình cháu. Lan Anh học lớp 5. Thế còn cháu học lớp mấy? Cháu cũng học lớp 5 ạ. Lớp 5B của thầy Tiệp cháu vui lắm chú ạ. Được rồi, cô sẽ xin với các thầy cô giáo cho em Lan Anh học cùng với cháu. Con ở đây chơi với anh. Bố mẹ ra dọn tiếp nhé. Vâng. Thầy có ra vườn nhà tớ chơi không? Thích chưa? Đấy, chung này chín rồi đấy. Ăn được rồi. Đẹp quá. Kia kìa, đấy. Để tớ lấy cho ấy nhá. Tớ lấy chùm này nhá. Cẩn thận đấy Ki. Ki. Lan Anh đã bảo rồi mà. Ấy có sao không? Không sao cả. Ngã trèo khế mới kinh. Giờ phải phơi áo, không ông nội tớ biết thì ăn đòn. Nó chảy máu kìa. Để tớ về tớ lấy bông băng cho nhá. Lấy làm gì? Tôi phải băng vào, không nó nhiễm trùng đấy. Thôi tớ có cách rồi. Cách gì cơ? Dán cái này vào khỏi ngay ấy mà. Đừng, làm thế mất vệ sinh lắm. Tớ về lấy bông băng đây. Ấy chưa được cô giáo dạy môn vệ sinh sức khỏe à? Ôi giời, tớ bị thế là thường. Cứ quên đi là nó khắc khỏi. Ấy ăn đi. Chát quá. Bắt nó dễ lắm. Đấy. À, ấy có đi xem lò gạch không? Lò gạch nào? Thế đêm qua ấy không nằm mơ thấy lò gạch à? Bay đi. Chim bồ câu hay vào đây lắm. Như đêm qua ấy. À quên. À, anh có thích hoa không? Hoa gì cơ? Nhiều lắm, cả dâm bụt cả rong giềng. Đi theo tớ. Lạ nhỉ. Cây xấu hổ đấy. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy đấy. Chơi đi. Nhanh lên. Cái gì đi hả Ki? Mộ ông Cành đấy. Mộ sẽ lại không có bia. Ông chưa mất. Chưa mất sẽ lại chơi mộ. Thì đã bảo ông làm sẵn. Lúc chết chỉ việc cho quan tài vào mà lại. Nào giúp tớ một tay, nhanh lên. Ở dưới này thích lắm. Cho Lan Anh xuống với nhá. Lan Anh là con gái, đêm về nằm ngủ sẽ bị nói mê đấy. Xuống đây đi. Tớ sợ ngủ mê lắm. Ôi giời, tớ nói đùa mà, cứ xuống đi. Ở đây một mình buồn lắm nhỉ? Ông Canh bảo tớ, lúc chết thì như ngủ một giấc dài, ngủ mãi. Ngủ thì chẳng còn biết buồn là gì nữa. Bọn tớ đi chăn trâu hay chui vào đây chơi lắm. Chúng nó chôn tớ vào đây rồi đấy. Thế á? Ông Cành kể với tớ là ngày xưa cụ tổ làng tớ đã chẫm mình xuống dưới dòng sông này hóa thánh đấy. Dạo ấy đã lâu lắm rồi, từ cái thời mà nước ta vừa mới đánh thắng sang giặc Nguyên Mông ấy. Cụ tổ làng tớ được nhà vua phong làm anh hùng xứ Bắc. Hôm cụ chẫm mình, nhiều người dân làng tớ đi tiễn đưa đông lắm. Cụ bảo cụ được phong làm anh hùng là nhờ có nhiều người dân làng tớ đã hy sinh dũng cảm để bảo vệ tổ quốc, nên cụ muốn đi theo hương hồn những người đã khuất. Cụ muốn làng tớ không còn ai hèn nhát, không còn ai bán rẻ tổ tiên. Cháu với Lan Anh vừa xuống mộ ông chơi đấy. Thế hả? À, dối nước hả ông? Giỏi lắm. Ông ơi, thế dối nước nghĩa là thế nào? Đây là nghệ thuật lâu đời của Việt Nam. Làng ông ở Nam Hà làm nghề lâu rồi. Ông phiêu dạt đi tha phương cầu thực, không theo nghề của tổ tiên được. Nhưng ông vẫn mong có ngày được hồi phục. Sao không diễn cho cả làng xem hả ông? Bây giờ người ta xem kịch nói, xem ca nhạc, mấy ai thích xem thứ này. Ông ơi, ông làm nó múa đi. Để hôm khác, hôm nay ông bận. Ông tặng hai cháu con này nhân dịp xuống thăm nhà ông. Cháu cảm ơn ông ạ. Bọn tớ chăn trâu hay đi vào đây chơi lắm. Hoa gì đấy hả Ki? À, hoa dừa dại ấy mà. Ông tớ bảo hoa dại là hoa của trời đấy. Hay nhỉ. Chúng ta ôn lại bài hát mà chị Tùng dạy hôm trước nhé. Đanh địch đang 2, 3. Đanh địch đang, còn cây sơn ngược phải cho chung những ngọn đau. Đanh địch đang, bọn đế cũng đi mới đánh cho bay hết đồng cuồng 2, 3. Đồng ruộng của ta đâu có phải là nhà của chúng đâu. Trời xanh của ta không cho chúng đeo lên hành cùng. Phải đánh chung lần của chúng bước ta. Các em thiếu niên tiền phong, các em có biết chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra không? Giặc Mỹ sắp sửa ném bom đánh phá quê hương ta. Nhiệm vụ của chúng ta phải bảo vệ các cơ quan nhà nước về đây sơ tán. Ta vừa đánh giặc, vừa sản xuất. Nhiệm vụ của các em là phải thực hiện chính sách 3 không của nhà nước. Không nghe, không nói, không biết. Tôi bổ sung 1 không nữa là 4. Không thấy. Các em hiểu chưa? Rồi ạ. Cái gì thế này? Gà. Đi họp lại mang cả gà. Cộng với cái tội hôm nọ để Châu ăn lúa của hợp tác xã, tôi quyết định đuổi cậu ra khỏi cuộc họp. Đứng lên. Dạ, bác tha cho em nói lần đầu ạ. Nể lời cô phụ trách, tôi tha. Cô đã dạy các em ca dao phòng không chưa? Rồi ạ. Để xem cái cậu ngổ ngáo này thuộc chưa nào. Đứng lên. Ở đây Tây Vách Mạch Rừng, xin anh xin chị nhớ đừng ba hoa, giữ gìn bí mật quốc gia, làm mù thằng Mỹ làm loà thằng Tây. Bây giờ làm gì còn Tây, làm loà Việt gian. Mày sợ cái từ Việt gian à? Anh thầy, các em ở đây ngoan cả. Anh đừng nặng lời với chúng nó. Ông ơi ông. Hả? Bố cháu có phải là Việt gian không hả ông? Ai bảo cháu thế? Ông trời ạ. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Đưa tôi Tết cho. Thôi, ấy Tết để mà hỏng mà. Cứ thế nhá. Đưa tao xem nào. Phải vặn to lên như thế này này. Đấy, nhớ chưa? Phải Tết dày vào thì mới chống được bom bi. Thế nhá, các cháu nhớ chưa nào? Thôi, chào các cháu nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nào, chồng trước, vợ sau, bước đi một để bước, cho nó mất trận. Mà kệ nó được, cực khổ hía trong lòng. Nào, chồng trước, vợ sau, bước đi một bước, bước thì chẳng được, cực khổ hía trong lòng. Yeah. Nào, chồng trước, vợ sau. Đầm sen là cái quái gì? Ở đây đầy. Thằng Kỵ, ai cho mày cưỡi trâu qua đầm sen nhà tao? Đầm sen của ta xã chứ, của nhà mày à? Bố tao là trưởng thôn, tất cả mọi ao ở đây là của bố tao. Của bố mày, sao bố mày không rào đi? Bố tao cử tao anh gác ở đây. Mày láo à? Này thì bố mày này, bố mày này. Việc sao? Đánh nhau. Sao mày đánh nó? Nó đánh cháu á. Nó cứ cháu qua đầm sen. Bắt. Bác ơi, lỗi là tại cháu. Bắt rồi bắt ông đến chuộc. Bác ơi, cho cháu bác ơi, lỗi tại cháu. Bác ơi, cháu xin lỗi bác. Bác ơi, cháu xin bác. Bác ơi, làm sao không được nữa. Bác ơi, thấy chưa? Anh giáo. Tôi hỏi anh có dạy được lũ uôn vật này không? Anh để chúng nó cướp của, đánh người à? Anh không dạy được để tôi dạy thay anh. Thằng Găm, trong số này đứa nào đánh mày nhiều nhất? Thằng Cú Vện với lại thằng Cú Bang, hai thằng đánh con nhiều nhất ạ. Bác Xây, anh để đi. Sao mày đánh con Xây? Thằng Ban đâu? Lâm, thằng Ban là thằng chó chết à? Bác Xây, bác không được đánh học sinh. Có chuyện gì bác cứ trao đổi lại với tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi đã nói với anh rồi, anh không dạy được thì tôi đến đây dạy thay anh. Lũ trẻ này không dạy đi, để lớn lên chúng làm ra cả. Bác Xây, bác sớm đến lớp đánh trẻ con như thế là vi phạm luật pháp. Để sự việc khỏi rắc rối thêm, tôi mời bác ra khỏi lớp. Chỉ tại mày, đi về ngay. phải bán con trâu thôi chị cả. Ý chị thế nào? Con cũng thương con trâu ấy lắm cơ. Nhưng con sợ thầy ạ. Nó rắc rối thế này, có gì thì ân hận lắm. Phải bán thôi. Vâng, tùy thầy thôi ạ. À, tớ nhận được cái này. Người ta vừa đi. Nhà cháu không bán trâu đâu ạ. Kỳ, nghe ông nào. Kỳ. Dạ. Có nghe ông bảo không? Bác ơi, lỗi là tại cháu ạ, không phải tại bạn Kỳ đâu. Con trâu ấy cũng ngoan mà lại bơi giỏi nữa. Bác đừng bán nó mà tội nghiệp. Nhưng các con không lường trước được sự nguy hiểm hôm nọ đâu. Các con thương nó bao nhiêu thì bác thương nó bấy nhiêu. Nhưng không bán nó đi thì rắc rối lắm con ạ. Kìa, nó khóc kìa. Bác ơi, bác đừng giết thịt nó nhé. Bác mua về cày chứ không thịt đâu. Con cố gắng dậy ăn bát cháo nhá. Ấy ăn bát cháo tía tô đi. Anh Hoài ơi, ruộng một sao, con một đứa anh để lại cho em. Anh sống khôn chết thiêng, anh phù hộ cho con anh chóng khỏi. Thế là sắp khỏi rồi đấy. Chị cả đi sắc thuốc, bỏ vào đấy 7 lát gừng. Vâng. Cháu cứ yên tâm, ông sẽ mua cho cháu một con bê. Các bác ở làng Hạ không có trâu, các bác em mua về cày ruộng chứ không thịt đâu. Ông ơi, ông đừng bán con gà của cháu nhớ ông nhé. Không, ông cho nó ăn rồi. Cháu lấy nước tưới cho ông. Vâng ạ. Bao giờ về Hà Nội ông cho cháu một cây măng về trồng nhé. Ừ. Con mời các cụ ạ. Dạ. Thưa các cụ, chả là hôm nay ngày dỗ của bà cháu Kỵ, tôi với mẹ cháu Kỵ có sửa lưng cơm muối, mời các cụ xây chén rượu nhạt, mời các cụ các bác. Cháu chào bác. Mùa cháu còn nhớ đường về quê kìa. Cháu nhớ chưa? À, chú Hoàng về. Chào mẹ ơi, ông ơi, chú Hoàng về. Kì, thế nào? Có khỏe không? Về. Mẹ ơi, ông ơi, chú Hoàng về, chú Hoàng về. Chú. Thôi, cháu đợi ngoài nhé. Vâng ạ. Con chào thầy. Ừ. Cháu chào các bác. Con chào thầy. Thầy, chúng con xin thầy đánh kẻ chạy đi, chứ đừng đánh người chạy lại. Chúng con là những đứa con bất hiếu, xin về phụng dưỡng thầy. À, đứng dậy. Có gan ăn muống mà không có gan lội hồ, kéo nhau bỏ đi, như thế là kém, để cái khổ cho người ở nhà. Tội chúng con, không để đâu cho hết, mong thầy thương ạ. Thôi, trong nhà chị cũng có vẻ thiện nhân, xứng đáng dâu con nhà này. Có điều ngày trước ông Sầy ăn hỏi hết bao nhiêu, phải mang trả người ta cho tử tế. Vợ chồng lo được thì lo, nếu thiếu tôi chu cấp thêm. Thưa thầy, chúng con xin vâng lời thầy ạ. Chúng con sẽ sang ngay bây giờ. Đi ơi, lấy cho mẹ ấm nước con. Vâng ạ, làm thêm tí miếng này. Dạ, mời cụ ạ. Bên kia ép người tảo hôn, làm khổ một đời con gái nhà lành. Ngày xưa thì không nói làm gì, chứ bây giờ thì không thể chấp nhận được, có phải không ạ? Chú Hoàng, nói khẽ thôi, không bên kia họ nghe tiếng, kéo sang gây sự mất cả ngày vui của gia đình. Em có quyền luật hôn nhân đây rồi, vớ vẩn, em kiện cho trắng mắt ra. Kiện cái gì? Kiện củ khoai à? Một ngày cũng là tình là nghĩa. Ông ấy đang ốm nặng kìa kìa. Chị Cả, chị Nhàn, cơm nước xong, mua ít quà sang thăm ông Sầy cho phải đạo. Dạ. Còn ông ấy đang ốm nặng, chuyện trả lễ ta tính sau. Vâng ạ. Thím Nhàng ơi, thằng Lâm bây giờ nó đã bỏ học rồi, độ này nó còi lắm, nó mà bắt nạt thím thì chết với cháu ngay. Cảm ơn cháu, có chú Hoàng rồi, thím chả sợ gì cả. Ơ, thím không sợ ông nội à? Có chứ. Lâm ơi! Lâm! Lâm ơi! Lâm! Lâm ơi! thầy đừng tránh ra em nhìn vậy ạ. Xấu số. Cảm ơn bà con có mặt đưa tiễn cháu đến đây. Bây giờ đề nghị bà con nhanh chóng giải tán các cháu, tháo khăn trắng ra, không máy bay Mỹ đến nó phát hiện chạy không kịp đâu. Thôi, cảm ơn các bác các cụ. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cháu Găm. Anh ấy đang ốm, gặp chuyện này không khéo suy sụp mất. Mẹ ơi, thằng Găm nó bị làm sao hả mẹ? Nó bị thương ở bụng, nghe nói bị cắt mất 2 mét ruột, nhưng sống được rồi. Nó ở đâu để con còn đi thăm nó? Xa lắm, ở mãi tít bệnh viện trên huyện cơ. Ngày mai thầy sẽ đèo em đi. Chị lại đây với em. Ừ. Thầy ăn bát cháo cho nóng. Bác ăn bát cháo cho lại người ạ. Ấy. Cảm ơn chị. Thầy, ông Sầy ông ấy đến, con ngăn mà không được ạ. Có chuyện gì chị cả? Con khó nói lắm, thầy cứ vào xem, ông ấy đang trong nhà. Có chuyện gì đấy bác Sầy? Cháu Găm đã đỡ nhiều chưa? Cụ Đại ơi, cụ cho cháu lại vòng lên nhanh hoài. Ê, bác đừng quỳ thế. Nào, bác ngồi xuống đây. Bác cứ bình tâm. Có chuyện gì chúng tôi có thể giúp đỡ được bác nào? Cụ ơi, có phải anh Hoài về báo oán cháu không? Có phải trời cốp mắt không? Cụ ơi, cụ nói đi. Cụ ơi, một lúc tôi mất 2 đứa con. Vì tôi đã cướp công anh Hoài, lại vu oan giá họa cho anh ấy. Cháu ơi, bố cháu là anh hùng. Kỳ, không được hôn với người lớn. Bác cứ bình tĩnh, kể lại đầu đuôi xem sao nào. Cụ ơi, đêm ấy anh Hoài cầm mã tấu quẩn nhau với thằng Tây có súng. Lẽ ra lúc bây giờ tôi phải xông lên, 2 đánh 1 chẳng chột cũng quẻ. Nhưng vì tôi nhát gan quá, tôi đâm đầu xuống bụi tre. Mãi sau nghe thấy tiếng người, tôi mới nhận ra tiếng anh Hoài. Cụ ơi, lúc bây giờ anh Hoài ôm ngực thều thào: Sầy, tao bị thương nặng lắm, mày về nói với thầy tao và mẹ con thằng Cú Vện. Hãy nuôi nó cho tao. Thế mà bác nỡ. Thôi, bác cho biết là quý hóa rồi. À, chuyện cũ trò qua, bác có thể về. Kẻo thằng Hoàng nó về thì rồi dày dà lắm. Em chào thầy ạ. Cái gì đây à? Em vào đây. Ta làm việc theo tinh thần thời chiến nhé. Nhà trường quyết định cử em đi học. Trường dành riêng cho con em liệt sĩ. Huyện ta có 5 em. Thầy tin rằng trong môi trường mới em sẽ học tập tiến bộ hơn, để trở thành nhân tài của đất nước. Thưa thầy, em không muốn xa lớp 5B, không muốn xa thầy Tiệp và các bạn. Ông em vừa mất, mẹ em phải ở một mình. Phải tập bay xa em à? Vùng ta chiến sự ác liệt, những hạt giống tốt như em cần phải được nuôi dưỡng chu đáo. Em hãy coi đây là niềm vinh dự của trường ta. Em cứ nên đi em mà. Vâng, em cảm ơn thầy. Em xin phép thầy. Kỵ, con đi, nhớ học giỏi con nhá. Mẹ đừng buồn, con sẽ viết thư về cho mẹ. Đó đi thì nào, đi nhá. Chú chờ cháu một chút. Lan Anh ơi, đi đi nhá. À, quên, ở nhà nhớ chăm con gà nhé. Em chào thầy ạ. Đưa ba lô thầy đèo cho. Chào thầy. Vâng. Kỳ, đây là lộc thắp hương ông, con mang đi đường mà ăn. Con xin, con đi mẹ ạ. Nhanh lên nào. Chú dừng xe cho cháu một chút. Cái gì thế? Hình như thằng Găm. Nó làm sao? Cháu muốn chào nó một câu ạ. Ôi dào, cháu có biết giờ này đi đường nguy hiểm như thế nào không? Đi nào. Thầy chờ em một chút ạ. Ơ kìa. Đi. Găm ơi, tớ đi đây. Tớ có lỗi gì với cậu? Cậu cho tớ xin. Tớ cũng định sang chia tay với cậu, nhưng lại sợ bọn chúng trêu tớ với mũ nhàng. Tớ có 6 hạt tiền bán cá, cậu cần lấy đi đường uống nước. Đằng ấy giữ lại đến Tết mà đánh đáo. Tớ đi đã có nhà nước lo cả rồi. Sắp tới tớ cũng đi học. Tớ bảo mẹ tớ đến xin thầy Tiệp cho tớ học lại lớp 5. Ấy, đừng nghĩ xấu về tớ. Cậu cầm lấy, đừng chia tiền của tớ. Tớ xin. Việc Găm xin đi học lại là rất đúng. Tớ chắc thầy Tiệp sẽ đồng ý thôi. Tớ đi đây. Cậu đi đi. Nhớ viết thư về cho tớ nhé. Nhất định rồi. Cậu ở lại nhé.